Để tiếp theo là bài cho cô ký giỏi ở Bạc Liêu. Nam mô A Di Đà Phật, rải đã thu thân lánh bụi hồng. Dạ đừng suy nghĩ chuyện ở mênh mông, để tâm yên tịnh tầm chân lý, phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Cô hai cô đã đi về, mà sao tâm nào nhiều bề ưu tư, làm sao gỡ mối sầu tư cho thầy cho bạn cũng như cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, giống biết xuân là một chu kỳ từ bốn mùa luân lưu đắp đội mà biến hiện ra. Giống biết sách sử cũ vẫn có ghi xuân tự thần nông chi chế tác, nhưng ở đây Đức Thầy không hỏi xuân qua cái ý nghĩa chu tuần của vũ trụ, mà Ngài muốn nhấn mạnh đến sự xa hoa phung phí bạc bài, sự chè chén xình xòn trong mỗi dịp xuân sang mà con người vật chất trần gian đã tự bày ra, rồi cũng tự đắm thân đam mê hư hỏng. Ai bày ra những cái tệ hại? Câu hỏi được xuất phát từ một đấng siêu nhiên, nhưng câu đáp lại bắt buộc phải có từ mỗi bản ngã của mỗi con người. Con người phải tự diệt lỗi lầm, phải tìm về với ngày xuân thanh cao thường trụ. Những đam mê đua đòi, những tầm thường mà tự mình bày đặt, tự mình làm cạm bẫy cho chính mình, phải sa hầm, sẩy hang, nghèo túng, buồn thảm và nheo nhóc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị nghe bài Cám Cảnh Dân Nghèo của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tết Tết cùng năm tháng hết màng, thẳng bần công nợ dài bốn ba, hẹn mai hẹn mốt chờ khai hàng, con đòi áo tốt rồi chàng tan. Năm nay ăn Tết thật là nghèo, sanh chúng u buồn nỗi nạn eo. Đồng khô lúa ngập coi sơ xa, cảnh đói buông lung nỗi giạc ngờ bèo. Nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, ba ngày xuân nhất bởi rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bày. Tết rồi Tết nữa Tết liền tay, năm cuối mỗi năm cũng Tết hoài. Làm cho dân sự vui nha nhớ, chơi giỡn ba ngày rước xuân lai. Lòng ta cảm thấy mệt
lụy muôn tôn. Chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói, mê mờ tâm can tri bắt cơ cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, để liên tục chương trình là bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm dường tánh lành, đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh, quay về cõi phúc khi đường chân đạo. Phật pháp thiền na dốc ghi thực hành, chớ nhiễm mơ trần hoàng đường phấn y son. Chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi ở kiếm nẻo thanh, mạng kiếp hồng trần sanh là quốc cơ, hưởng công niệm Phật kỳ rất yên lành. Thầy đường tu lơ lãng chẳng ân cần, thương tai công quả tu từ trước cơ, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật kỳ tổ giải mê căn. Ác kỳ là hồn trẻ còn chi nữa, trầm luân cách đi thương tầng. Nam mô A Di Đà Phật.